không? Dạ. Đua xe với cô không? Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Chị Thông ơi, mấy chắc tất cả các em, chắc hẳn là các em vừa xem một đoạn clip khá là quen thuộc đúng không? Bởi vì dạo gần đây chị thấy có rất là nhiều bạn đăng clip tương tự như thế này. Sau khi tìm hiểu chị phát hiện ra rằng nó có nguồn gốc từ một bạn nhỏ. Bạn ấy đang trên đường đạp xe đi học về thì có một cô trêu là rủ bạn ấy đua xe và bạn ấy đã quay qua trả lời rất là hồn nhiên. Gương mặt hồn nhiên đấy thì bây giờ chị không thể nào diễn tả lại được, bởi vì anh Tiểu Bảo Bảo nói là mặt chị thì trông vừa già vừa gian, không thể nào hồn nhiên như bạn nhỏ đó được. Sau khi xem clip của bạn nhỏ đấy thì chị đã cười cả một buổi. Chị cảm thấy rằng chính gương mặt hồn nhiên đấy đã làm cảm hứng để cho rất là nhiều người khác dựng lại clip, và dạo gần đây nó đã trở thành một trào lưu hot ở trên Facebook, đó là trào lưu cô đi ra đi, cháu không biết cô đi. Mặc dù hôm nay là trời rất là nắng nhưng mà trời nắng chang chang từ sáng tới giờ luôn, và chị cũng đang bị say nắng nữa. Quay xong đoạn clip này thì mồ hôi chị đã ướt hết cả áo luôn, và chị đã phải dựng đi dựng lại đến cả hơn 10 lần anh Tiểu Bảo Bảo mới ưng clip này, bởi vì anh nói là mặt chị thì xấu lắm, da lắm, mặt em bé thì dễ thương hơn. Tuy nhiên sau khi xem xong đoạn clip đó thì chị đã kéo xuống phần bình luận đọc, thì thấy có rất là nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những ý kiến nói rằng bạn nhỏ đấy thì phản ứng hơi thái quá, cô đấy chỉ là trêu một tí thôi mà tại sao phải phản ứng như thế. Còn về quan điểm của chị thì chị thấy rằng bạn nhỏ ấy phản ứng rất là đúng, nếu là chị còn phản ứng thái quá hơn cơ. Đua không? Dạ. Đua xe với cô không? Về hành động của cô quay clip thì chị thấy có chỗ không nên, bởi vì bạn nhỏ của chúng ta đang đi xe, nếu mà chúng ta trêu bạn ấy thì bạn ấy sẽ dẫn đến trường hợp là có thể hoảng hốt và té xe, như vậy rất là nguy hiểm đúng không nào? Hay là bạn ấy cảnh giác hơn một tí xíu, như chị trong clip chẳng hạn, chị sẽ kêu lên là bắt cóc và cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy nếu là chị thì chị sẽ không trêu một bạn nhỏ như thế. Dạo gần đây thì chị thấy rằng trường hợp bắt cóc trẻ em, không phải trường hợp mà là vấn nạn bắt cóc trẻ em rất là phổ biến luôn, diễn ra ở rất là nhiều nơi trên khắp cả nước và với mọi lứa tuổi. Cho nên các bạn nhỏ cần phải cảnh giác nhé. Những tên bắt cóc thì có rất là nhiều chiêu trò, ví dụ như là: cháu ơi, cháu ăn kẹo không? Đi với cô cho kẹo này. Hoặc là: cháu ơi, mẹ cháu bảo là cô chở cháu đi học về, cháu lên xe mẹ cháu đang bận. Những trường hợp như thế, các em đừng đi theo nhá. Đừng bao giờ đi theo những trường hợp như vậy. Hồi nhỏ thì xém tí nữa chị cũng đã bị bắt cóc rồi. Tuy nhiên không phải là cháu ơi, cháu ăn kẹo hay không, tại vì khi mà cô ấy hỏi như vậy thì chị sẽ nói là: ở nhà cháu đầy kẹo rồi, mẹ chị đã dặn như thế mà. Hoặc là: cháu ơi, cháu lên xe cô trở về. Thì chị sẽ nói là: mẹ cháu bảo đợi ở đây đón, không được lên xe người lạ. Nhưng mà hôm đấy thì cô lại nói với chị như thế này: cô đau bụng quá cháu ơi. Ôi, cô đau bụng quá, bây giờ cô không đi nổi nữa, cháu có thể dìu cô ra góc kia ngồi một tí không? Đó là cô ấy đã động đến lòng thương của chị. Chị lúc đấy đã định dìu cô lại chỗ để cô nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, chị nhớ ra một điều: không được đi theo người lạ. Dù trong mọi hoàn cảnh không được đi theo người lạ. Thế là chị bảo với cô là: cô ơi, cô đợi cháu ở đây để cháu đi gọi người lớn nhá. Cháu nhỏ lắm không thể nào dìu được cô. Thế là chị chạy lại đi gọi người lớn. Khi gọi người lớn đến nơi thì cô ấy đã chạy mất rồi. Bởi vì cô ấy là kẻ bắt cóc mà, cô ấy rất là sợ bị người lớn phát hiện. Nên khi mà chúng ta thấy tình nghi đó có thể là kẻ bắt cóc thì chúng ta phải gọi người lớn, chúng ta không được tự mình giải quyết, không được tự mình điều tra bất kỳ một điều gì nhé các em. Chỉ cần nghi ngờ thôi là chúng ta cần phải tìm đến người lớn ngay. Và sau đây chị sẽ cho các em xem một số hình ảnh vui nhộn của hậu trường mà chị đã quay được. Còn bây giờ hình như là chị đã bị say nắng rồi, chị cảm thấy chóng mặt quá. Video của chị đến đây cũng là kết thúc. Nếu như các em thích video của chị hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Mượn được xe rồi à? Ôi, khu này cũng đã mượn được xe. Ui, xe đẹp thế. Đi cả cái khu này mới mượn được xe đấy, nhưng mà xe này đi nặng lại còn cứ cái. Thôi, có xe là tốt rồi. Nhưng mà nóng quá. Đi xe đạp là phải đội mũ bảo hiểm nhé hả? Bởi vì chị hay té xe đạp hơn xe máy. Đâu rồi? Anh xem hình như nó nữa. Đúng rồi. Chắc chi mà đi nặng ơi là nặng. Mềm xèo. Bây giờ xì hết lốp đi cho đi chậm. Chứ em đi nhanh lắm. Vậy hả?
rồi, đây rồi. Đây chính là chiếc xe của cái bé cắt. Cắt, chị phải báo lại. Giả bộ đấy mà sao lại đau? Họ đá nhẹ thôi. Đau thật này. Bà đang quay đây. Đau thật cái em ạ. Muốn xước cả chân luôn rồi. Lấy trứng chọi đá. Quay cái khác đi.